Xin chào, hôm nay là ngày 31 tháng 5 2019 ạ. Hôm nay em sẽ bán mạch bông liên em là Sa. Mọi người hãy liên hệ với em với số điện thoại là 0938203714 nhé. Em sẽ quay chi tiết từng hình cho các bác xem. Hôm nay em có 6 hình thôi. Em sẽ quay hình đầu tiên này. Hình đầu tiên đây ạ. Hình đầu tiên các bác có thể nhìn thấy là bông hôm nay nó mới nở thôi, đấy, chưa bay lắm. Môi, cằm, mắt, màu rất là đều. Đó. Cánh thì hôm nay mới nở thôi. Mầm gốc đã ra gần 20 xăng rồi. Đó. Cánh thì chưa bay bởi vì hôm nay nó mới nở này. Cái dề này em bán với giá là 400 nhé. Đó. Rồi dề thứ hai, mầm gốc lên cũng tương tự giống như hình thứ nhất vậy, cũng tầm 15-20 cm vậy. Đây hình thứ hai một mạch bông rất là đẹp. Bông này là có viền nhé, đấy, viền hồng. Môi thì khuôn môi rất là gọi là khuôn môi nó gọn này, có nhung nữa, đấy, gọi là môi gì nhỉ, môi trái tim nhung hả. Đó. Nhìn nó có cái viền hồng rất đẹp này. Đó. Cánh thì rất là cân đối, bay luôn. Đây, nó bay chứ không có gập nhé. Đó, cánh bay. Bác nhìn thấy này, cánh bay ngang nhé. Môi ổng rất đẹp luôn. Cái môi nó tròn này. Tay em rung quá. Cầm nó các bác không rõ, để dưới bác quay này. Đó. Rất là đẹp. Lấy nét cho bác xem, đây nó mờ mờ sao đấy. Đó. Cánh viền nữa. Em bán về số 2 là 600.000 nhé. Đấy, cho một mặt bông rất là hoàn hảo luôn. Viền và cánh đồ rất là cân đối. Môi cũng đẹp luôn. Tròn. Đó. Đây, chậu số 3, em sang chậu số 3. Chậu số 3 là một cái chậu ám. Cánh bay. Bay vút bay ra đằng sau luôn. Em quay đây cho nó khỏi chói này. Đó, các bác có thể nhìn thấy cánh nó bay nhé. Đấy. Nó mới nở hôm qua và hôm nay nó mới bay. Đấy. Môi đều cân đối, môi rất đẹp, hai mắt đậm đậm này. Cánh thì trắng ám cuốn xanh này. Cái thân hoa nó dài 80 cm rồi nha các bác. Đó. Khá là đẹp. Tím đều luôn. Nếu mà là tím ra một tí nữa nó thuộc dạng bệt rồi. Cánh rất đẹp này. Đó. Mầm gốc. Thân già. Đấy. Mụn dề rất là to. Rễ thì mới bắt ra này. Nếu các bác nào ngại phí ship nhiều thì em có thể bóc ra, bởi vì rễ nó cũng mới bén ra thôi mà. Còn nếu các bác nào sợ thì em sẽ gói nguyên chậu để đảm bảo cái cây nó giữ nguyên rễ, bộ rễ nó vậy luôn. Đó. Cái cây ám cho chậu số 3 này là 3 triệu nhé. À, 1 triệu thôi. 3 triệu các bác mắc hồn không dám mua. Đó. Cái chậu số 3 là 1 triệu cho cây ám này. Chiều dài của thân hoa là 80 cm rồi. Đó, một cây ám rất là đẹp. Cánh bay, môi đồng đều. Đó. Rất là cân đối luôn. Môi cong rất đẹp này. Đó. Rồi em nha. Em sang chậu số 4 nhé. Chậu số 4. Mạch hoa như sau. Đó. Sao nó mờ quá nhờ. Đấy. Em quay nghiêng này. Cứ đi lấy nét thôi, cứ nó mờ mờ, điện thoại mờ sao đó. Quay hoa không sắc nét lắm. Đó. Chậu số 4 này em bán với giá là 400 nhé. Đấy. Có mầm gốc này, có rễ là lên rồi này. Mầm gốc lên tầm 15, hơn 15 cm, 17, 18 cm rồi.
Cái chậu tiếp theo là chậu số 5, chậu một dề luôn, một dề có hai mầm gốc đang lên và hai thân hoa. Thân già thì rất là nhiều. Đó. Cái môi của nó có hình trái tim rất đẹp này. Mách thì hơi xước nhé. Mách hơi xước. À, cánh bay ngang. Bác nhìn thấy này, đó. Dáng hoa rất đẹp này. Mô hình trái tim cong rất đẹp. Mách hơi xước. Xước sơ sơ thôi. Đấy, không xước nhiều lắm đâu. Cái chậu này em bán với giá là 550 nhé. Hai mầm gốc đang lên. À, và ở dưới cái những thân già kia thì cũng có những cái mắt ngủ vẫn chưa lên nhé. Bác có thể về kích thêm cho nó lên cũng được. Đấy, cái hoa này nó đang nó chưa hé này. Cây này mới nở hôm qua này, bây giờ mới nở này. Đây, hôm qua thì nó mới bùng bùng như thế này thôi. Mắt rất đẹp này, môi nhọn nó này. Rồi hình số 4, à hình số 5, rồi sang hình số 6 này, hình số 6 hình cuối cùng này. À, đó, rễ ra rất nhiều và khỏe này. Em quay mặt hoa cho bác xem này. Mặt hoa rất là lạ luôn. Nhọn này. Nó rất là nhọn luôn á. Hình số 6 cuối cùng cũng 400 nhé. Em sẽ lấy nét cho các bác xem vì điện thoại bữa nay nó làm sao á. Đó, cánh bay. Rồi. Mầm gốc lên là khoảng 10 cm, hơn 10 cm rồi, 1 12 cm rồi. Đó. Rồi, hôm nay em chỉ có 6 mặt hoa như vậy thôi. Rồi. Em quay nét lại cho bác xem. Đây, cái ám bay rất đẹp luôn. Hoa rất là dễ thương luôn đó. Một cái cây màu hồng viền cũng khá là đẹp này. Cánh bay rất là hoàn hảo, cân đối môi. Em rất thích và rất yêu cái môi của nó luôn ấy. Vì môi nó màu hồng rất đẹp. Môi nó gọn nữa, nó tròn lắm. Môi nó tròn lắm. Đó, nó có cái viền hồng nữa luôn. Rồi. Em xin kết thúc video tại đây nhé. Các bác hãy liên hệ với em với số điện thoại là 0938 203 714. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm.